tiểu sử Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu là nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa được mọi người biết tới nhiều qua những ca khúc dành cho giới trẻ, và cô còn được giới truyền thông cũng như khán giả hâm mộ đặt cho cái biệt danh cô gái Trung Hoa. Đây cũng là tên của một bài hát của cô. Lương Bích Hữu tên thật là Lương Bích Hữu, cô còn có biệt danh là A Mỹ và được người hâm mộ gọi cô với cái tên đầy thân mật là chị Bảy. Lương Bích Hữu sinh vào ngày 1 tháng 9 năm 1984, là con thứ tư ở trong một gia đình có 5 chị em gái và ở tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Về cuộc đời của Lương Bích Hữu, vào năm 12 tuổi, ở trong một cuộc thi cấp huyện, cô cùng với một số người bạn đã giành được giải nhất với tiết mục Cô Gái Bích Lan Hương. Sau đó đã bắt đầu sinh hoạt tại nhà thiếu nhi ở quận 5. Sau khi cô học hết 12, Lương Bích Hữu đã đậu vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh với mơ ước chính của cô bấy giờ là sau này sẽ trở thành một giảng viên thanh nhạc thật giỏi, vừa có thể gần gũi cùng với việc ca hát, vừa lại không trở thành ca sĩ theo như ý gia đình. Vào năm 2003, Lương Bích Hữu đã tham gia vào cuộc thi tiếng hát truyền hình và đã lọt vào vòng bán kết. Và cũng từ đây, cô đã được nhạc sĩ Nguyễn Hà chú ý tới và mời về công ty Nguyễn Production do chính anh làm giám đốc. Tuy nhiên, sang năm 2004, Bích Hữu đã quyết định đầu quân cho công ty Thế Giới Giải Trí do nhạc sĩ Quang Huy làm giám đốc. Công ty này cũng đã sắp xếp cho cô tham gia vào nhóm nhạc dưới cái tên HAT cùng với 3 thành viên Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy, sau này gọi là Ngô Quỳnh Anh. Sau một thời gian HAT lại tan rã, Lương Bích Hữu đã quyết định quay trở lại công ty Nguyễn Production và chính thức phát hành ra album đầu tay được mang tên Cô Gái Trung Hoa. 4 bài có tổng số là 6 bài hát của Lương Bích Hữu nằm trong album trên đã lọt vào top của các trang web nghe nhạc trực tuyến chỉ sau 2 tuần. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2006, Lương Bích Hữu đã có live show cùng với tên Cô Gái Trung Hoa. Ngày 3 tháng 1 năm 2007, Lương Bích Hữu đã phát hành ra album Vol 2 Aza Aza. Một thời gian sau, Lương Bích Hữu lại được chính công ty quản lý của mình sắp xếp cho cô tham gia vào một nhóm nhạc nữ khác dưới cái tên Ngũ Long Công Chúa cùng với 5 thành viên Lương Bích Hữu, Yến Trang, Yến Nhi, Minh Trang, Bích Trầm. Nhưng nhóm nhạc này đã hoạt động được tầm một thời gian khá ngắn và rồi cũng đã tan rã. Với bước đầu tự lập trong sự nghiệp của Lương Bích Hữu, từ những sự cố tan rã của nhóm Ngũ Long Công Chúa, Bích Hữu đã cũng hết hợp đồng đối với Nguyễn Production và cô đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng và cô đã trở thành một ca sĩ tự do. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2008, cô đã cho ra mắt album thứ 3 được mang tên It's Not Over và trong ngày đầu tiên phát hành, album này đã tiêu thụ được 3.000 bản. Và sau đó không lâu, Lương Bích Hữu đã thành lập công ty được mang tên Khải Sao Installation và cô cũng đã tung ra một album DVD single được mang tên Cô Gái Trung Hoa, trở lại gồm có video clip một số ca khúc nằm trong album Chưa Dừng Lại cộng với một bản remix của Cô Gái Trung Hoa cùng với tên gọi Cô Gái Trung Hoa Trở Lại. Năm 2010, Lương Bích Hữu đã phát hành ra album MV cùng với tên gọi Star of Time, câu chuyện của thời gian, đã phát sóng độc quyền trên kênh CM1 TV và nói về câu chuyện của một cô gái đi theo thời gian. Tiếp đó, Lương Bích Hữu đã có được một chuyến lưu diễn đầu tiên ở Đài Bắc và một vai diễn đầu đời với vai Hạnh Như trong một bộ phim Màu Của Tình Yêu. Vào cuối năm 2010, Lương Bích Hữu đã cho ra đời album Vòng 4 gọi Tên Nhau Mãi, bao gồm có 7 ca khúc, đó là các sáng tác mới nhất của những nhạc sĩ như Nguyễn Hoàng Duy, Khoa Tất. Năm 2011, Lương Bích Hữu lại tiếp tục xuất hiện trên kênh truyền hình với một vai trò là một diễn viên khi cô vào vai Kim Ngọc trong bộ phim Chuyện Tình Làng Hoa. Sau đó, cô đã phát hành MV mới tiếp theo, đó là Em Đẹp Nhất Đêm Này và một album mới được mang tên Lương Bích Hữu Caution 2011, tập hợp với 7 ca khúc
thuộc rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Vào đầu tháng 10 cùng năm, lần đầu tiên cô tham gia vào một vở kịch dành cho thiếu nhi được mang tên Cổ tích xứ Bom cùng với vai công chúa Mặt Biếc. Năm 2012, Lương Minh Hiếu đã phát hành 3 sản phẩm âm nhạc: single Em Yêu Anh, single Quên Cách Yêu và album Cô Nàng Đẹp Trai và một mini show cùng tên được tổ chức ngay sau đó. Bên cạnh đó, vào dịp Giáng sinh, cô cũng đã ra cho mắt một MV Tình Thương Mãi Mãi Đêm Giáng Sinh, nó được quay từ trước khá lâu. Năm 2013, Lương Minh Hiếu lại phát hành một mini album Học Cách Đi Một Mình và album Người Lạ Từng Yêu là sự kết hợp cùng với nhóm Tam Hổ. Sau đó, Lương Minh Hiếu lại tiếp tục phát hành ra album Dân Ca Trữ Tình Đứt Từng Đoạn Ruột vào đúng ngày sinh nhật của cô. Ca khúc chủ đề của album đã nhận được giải thưởng ca khúc mang âm hưởng dân ca được yêu thích nhất. Ở trong chương trình Ring Music Awards 2013 do cộng đồng mạng bình chọn. Và vào gần cuối năm 2013, cô đã phát hành ra một single song ca được mang tên Có Kiếp Sau Không cùng với ca sĩ Đan Trường và đã quyết định thử sức mình ở lĩnh vực hài kịch cùng với sự góp mặt trong 3 tiểu phẩm thuộc một chuỗi chương trình Nụ Cười Xuân của danh hài Nhật Cường. Năm 2014, Lương Minh Hiếu đã cho ra mắt album mới được mang tên Anh Muốn Chia Tay Phải Không. Single được hợp tác đầu tiên của cô cùng với ca sĩ Ngô Kiến Huy được mang tên Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã. Và album Mình Cưới Nhau Nhé cũng là một sự kết hợp lần đầu cùng với ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Năm 2015, Lương Minh Hiếu đã phát hành 2 mini album cùng với tên gọi Em Chọn Cô Đơn và Đến Sau Phải Lau Nước Mắt. Trong khi cô vẫn đang thực hiện chuyến lưu diễn dài hạn ở Canada, sau khi cô trở về nước sau một khoảng thời gian khá dài ở chuyến lưu diễn tại Mỹ, cô đã phát hành thêm một album nữa cùng với tên gọi Hứa Với Đàn, gồm có 6 ca khúc cũ và được DJ Phương Nguyễn remix lại theo một phong cách hoàn toàn mới. Cuối tháng 9 cùng năm, cô lại tiếp tục cho ra mắt một single mới được mang tên Tình Yêu Trong Vòng Tay cùng với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Hoa. Đi kèm là một MV phiên bản Hoa của ca khúc và không lâu sau đó, MV phiên bản Việt của ca khúc cũng đã được ra mắt. Năm 2016, Lương Hiếu đã khởi động hàng loạt những dự án âm nhạc mới của mình trong năm, cụ thể bằng việc cô ra mắt single Người Ta Nói Đúng. Vào tháng 11 cùng năm, cô lại tiếp tục phát hành ra một single mới cùng với tựa đề Vì Em Cố Chấp. Phong cách biểu diễn của Lương Minh Hiếu. Lương Minh Hiếu được biết là một ca sĩ có phong cách nữ tính, tuy nhiên đôi khi cô cũng trở nên nổi loạn cùng với những kiểu tóc, màu tóc cá tính và đã bị cho là thảm họa của thời trang. Về bí mật của đời tư Lương Minh Hiếu. Trong đêm trao giải Ring Music 2014 đã diễn ra vào tối ngày 5 tháng 1 năm 2015 tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Đơn đã bất ngờ cầu hôn Lương Minh Hiếu cho rằng cô đang lưu diễn tại Canada. Hai người đã khẳng định có mối quan hệ cùng với nhau sau khi Khánh Đơn ly hôn. Tuy nhiên, vợ Khánh Đơn lại khẳng định rằng Lương Minh Hiếu ngoại tình cùng với chồng mình từ năm 2012 khi mà cô vừa mới sinh con được 2 tháng. Có tin đồn cho rằng có bầu cùng với Khánh Đơn, tuy nhiên nhạc sĩ này đã phủ nhận. Còn Lương Minh Hiếu thì không phủ nhận, nhưng cô cũng không khẳng định cho tin này. Nhưng cô đã mặc váy bầu để đi diễn show. Gần mới đây, ở trong một bài phỏng vấn, Khánh Đơn đã bất ngờ lên tiếng và xác nhận việc vị nhạc sĩ này và Lương Minh Hiếu đã không còn đi chung đường với nhau trên con đường tình cảm lẫn âm nhạc. Những album của Lương Minh Hiếu: Anh Không Muốn Bất Công Với Em, We Are Hearts năm 2005, Cô Gái Trung Hoa 2005, Aja Aja 2007.